Hi, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Đàm Vườn S Garden. Như các bạn đã biết thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại hoa khác nhau, từ các loại hoa bản địa của Việt Nam cho đến các loại hoa ngoại nhập. Nó tạo ra một thị trường hoa rất là phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, hoa hồng hiện nay vẫn là một trong những loại hoa được yêu thích và được nhiều người chơi nhất. Nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Vì vậy, hiện tại và chắc chắn là trong tương lai, hoa hồng vẫn là loại hoa được ưa chuộng nhất. Hoa hồng trên thế giới hiện nay rất đa dạng và phong phú về chủng loại, có tới hàng trăm cho tới hàng ngàn loại hoa hồng khác nhau. Ở Việt Nam, hoa hồng rất được ưa chuộng. Các loại hoa hồng cổ của Việt Nam được phân bố chủ yếu ở các khu vực phía Bắc và ở khu vực Đà Lạt. Hiện nay, hoa hồng ngoại nhập rất nhiều, làm cho thị trường hoa hồng ngày càng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, việc tự tay trồng để sở hữu những cây hoa hồng đẹp là điều không phải dễ đối với những người mới trồng chơi. Tuy nhiên, nó cũng không quá khó nếu chúng ta thực sự yêu hoa hồng, tìm hiểu các đặc tính và cách chăm sóc hoa hồng. Ở Việt Nam, khí hậu nhiệt đới, ngoại trừ ở Đà Lạt, được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thích hợp trồng hoa hồng và các loại hoa khác nói chung. Còn lại các vùng miền khác, do khí hậu nắng nóng, việc trồng hoa hồng là khá khó khăn. Ở miền Bắc, nơi mình ở thì vào mùa đông, thời tiết mát mẻ, phù hợp cho việc trồng hoa hồng. Hoa hồng phát triển rất là mạnh. Tuy nhiên, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C, làm cho cây hoa hồng phát triển rất là kém. Vì vậy, rất nhiều bạn đã nhắn tin hỏi mình là cây hoa hồng của mình tại sao nó lại đen thân, đen cành và thậm chí là thối gốc dẫn đến cây bị chết. Cây hoa hồng của tôi tại sao nó lại vàng lá, hay cây hoa hồng của tôi tại sao nó lại lá nó cứ xoăn, vân vân. Đó là rất nhiều câu hỏi liên quan đến hoa hồng, và đặc biệt là mùa hè, điều kiện mùa hè. Bởi vào mùa hè thì điều kiện thời tiết nắng nóng, nó là thời kỳ phát sinh rất nhiều các loại sâu bệnh khác nhau, như bệnh bọ trĩ, nó làm cho lá bị nhăn, rụng, vàng lá. Bệnh nhện đỏ thì nó làm cho lá cũng bị vàng, dẫn đến là rụng lá hàng loạt. Bệnh sâu ăn lá, bệnh nấm làm cho đen thân, đen cành, thậm chí là thối gốc, dẫn đến cây bị chết. Do vậy, vào mùa hè để có một cây hoa hồng thật đẹp ở miền Bắc là rất là khó. Vì vậy, các bạn đừng buồn vì do điều kiện thời tiết của chúng ta không ưu đãi. Vào mùa này thì các bạn không nên để hoa mà tập trung dưỡng cây, tức là bạt bỏ toàn bộ hoa, phòng trừ các loại sâu bệnh để gì duy trì cho cây vào mùa đông. Vào mùa đông thì chúng ta nên cho hoa, lúc đấy chúng ta mới cho hoa, cây ra hoa thì lúc đó rất là hoa, rất là đẹp. Rồi xin mời các bạn ngắm những cây hoa vào mùa hè của mình nhé. Tuy nhiên, nó không được đẹp như mùa đông. Rồi xin